chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là tiểu sư phụ ngày hôm nay thì mình sẽ update cho các bạn về Luna Cross uh, một cái dự án đang cực kỳ hot trong mấy ngày gần đây và anh em thì đang rất là sôi sục để có thể cày poi cái dự án này cày rất là nhiệt tình tuy nhiên thì đang cày nhiệt tình và quay trở về cái tài khoản chúng ta thấy cái số poi đã quay trở về zero anh em nào cũng bị giật mình và cho rằng là chúng ta đã bị uh, uh, lóc và chúng ta đã bị khóa tài khoản, chúng ta đã bị uh, vi phạm cái uh, cái cái điều khoản của nó uh, do chúng ta spam, do chúng ta cheat, lấy nên là cái số point của chúng ta bị uh, trở về cái zero. tuy nhiên thì không phải là như vậy nha các bạn. ok, ở đây thì uh, uh, cái dự án này ngay từ ban đầu thì mình cũng đã update là nó sẽ cho phép chúng ta share link, tức là trao đổi chéo cái link để có thể nhận được thêm cái số điểm point ở trên cái hệ thống của nó và nguyên nhân mà số poi của ta về không ấy thì nó cũng đã thông báo ở chính thức ở trên trang discord của nó này các bạn có thể thấy này là ở đây các bạn có thể thấy ta sẽ dịch ra để xem là cái nguyên nhân là như thế nào nhé à, chúng tôi biết các vấn đề liên quan đến hiệu suất máy chủ và số dư điểm hiện thị bằng không điều này đang được điều tra bởi nhóm Luna Crust và hiện đang được giải quyết vấn đề này đấy thì nguyên nhân là do hệ thống nó bị quá tải và số poi đang bị reset về không là nguyên nhân từ bên phía của dự án lunacross chứ không phải là do người dùng nhé các bạn. thế các bạn à, yên tâm à, một phần nào đấy để chúng ta có thể à, bình tĩnh à, xử lý nhá. đấy không phải là do lỗi của chúng ta cũng không phải là do bên họ reset cái số điểm của chúng ta về không à, do chúng ta spam hay là do chúng ta cheat hay gì đấy đúng không? đấy thì các bạn có thể xem à, thông báo này Đấy, nó cập nhật thông báo liên tục ở trên Discord ấy thì các bạn truy cập vào cái trang Discord của nó để xem nhá. Đấy, tí nữa mình sẽ đặt uh, link Discord ở trên phần mô tả ấy, đây này. Nó update liên tục luôn anh em cứ yên tâm đi. Đây này. Xin vui lòng xem ở trên, các vấn đề báo sẽ là tiếp tục làm việc không mệt mỏi để giải quyết này. Đấy, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi và đừng có spam họ nữa. Đấy, thì chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi thôi. Không có vấn đề gì cả nhá. Anh em um, bình tĩnh nhá. Đấy thì ở trên trang tweet của họ ấy, ấy trang tweet uh, twitter ấy thì đấy cũng có uh, họ cũng đăng tải đấy do hoạt động quá nặng ấy do cái vấn đề là quá tải các bạn bởi vì cái số lượng uh, erop vào thì có thể nói là vô cùng khủng khiếp luôn đấy thế nên là cái hệ thống nó hơi bị quá tải một tí thôi không có vấn đề gì cả thì hy vọng là cái đội ngũ uh, Dự án của họ sẽ uh, fix được cái vấn đề này sớm Để chúng ta có thể cập nhật điểm uh, poi Và chúng ta sẽ cập nhật được cái số lượng Cái đồng uh, luna ở trên ví của chúng ta Để chúng ta có thể uh, ok và rút về ở trên uh, ví Gpay uh, uh, này Đấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đăng ký cái ví Gpay này nhá Thế nên là anh em nào mà chưa đăng ký ví Gpay Thì chúng ta đăng ký một cái ví Gpay Để chuẩn bị uh, rút về và bán thôi Ok nhá, thì mình đã update xong cho các bạn về cái vấn đề mà chúng ta gặp phải ở trên dự án Lunacast, Lunacross. Một trong những dự án mà chúng ta đang làm rất là hăng say. Thì bạn nào mà bị reset điểm thì chúng ta yên tâm một phần nào đấy nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền Sư Phụ. À, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.